chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nam mạng, lộc trời ban xuống, trúng quả cực to, phát tài cực mạnh, tiền vàng ùn ùn kéo về nhà, giàu có tiếng một dùng, đúng trong năm Ất Tỵ 2025. Đôi vai gồng gánh đất trời, tiền tài sự nghiệp một đời gian danh, thất bại có cũng qua nhanh, cửu thiên ban phước an lành ấm no, lộc trời của quý nhân cho. Giáp Tý năm liệu bảy lo mới hào, dù cho lội suối vượt đèo, chính phần dưỡng phát đi theo suốt đời, công danh sự nghiệp rạng ngời, an nhiên phát lộc muôn đời ấm no. Quý tín chủ thân mến, con người chúng ta bất kể là ai cũng mong mình và người thân sẽ được số mệnh hậu ái, giàu sang, hạnh phúc và an bình là ba thứ ai ai cũng truy cầu, theo đuổi trong cuộc đời này. Thế nhưng, mẹ tạo hóa sinh ra lại hay thử thách con người. Mỗi người sinh ra đều được xếp vào một cung mệnh khác nhau, ngày tháng năm sinh khác nhau, sao hạng khác nhau, cho nên bát tự vận mệnh cũng sẽ khác nhau. Khi thời vận không thông thì mọi mong cầu chỉ như muối bỏ bể. Luận theo tử vi số mệnh cuộc đời thì trong số 12 con giáp thì bản mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, bước sang năm Ất Tỵ 2025 là 42 tuổi âm lịch, chính là con giáp có vận số biến động khôn lường. Sự nghiệp sắp về đích thì bị tắc nghẽn, công danh tối tăm, tiền bạc như nằm trên đống lửa, sức khỏe thì bất ổn, gia đạo cũng nhiều điềm báo xấu. Nhưng thầy Tử Vi cũng dự báo bản mệnh Giáp Tý sẽ có những điểm sáng bất ngờ trong năm Ất Tỵ 2025. Vận trình của tín chủ sẽ như vàng rơi lá rụng mùa thu, như hoa nở mùa xuân, phất lên như vũ bão, tiền bạc ùn ùn kéo về, sự nghiệp có quý nhân giúp sức, tiền bạc có thần tài ban lộc, gia đạo có vợ có chồng, có con cái cùng vuông dáng, sức khỏe từ đó cũng tốt hơn rất nhiều. Nếu như xem hết video này thì cuộc đời của Giáp Tý sẽ sung sướng từ nay tới cuối đời. Vậy, vận trình tử vi trên các phương diện sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của tín chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nam mạng, trong năm Ất Tỵ 2025 sẽ ra sao? Các bậc thầy tử vi có tiết lộ bí mật gì để giúp cho con giáp này để tránh tai ương, đắc phú quý, đón lộc đầy nhà, hậu vận giàu có? Tất cả sẽ được Minh Đường tử vi bật mí ngay sau đây. Đặc trưng tính cách của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nam mạng. Giáp Tý hay còn được gọi là ốc thượng chi thử, tức là chuột trên nóc nhà. Giáp Tý có thiên can giáp, tương hợp, tỷ, tương hình, mậu, canh, địa chi, tý, tam hợp, thân tý thìn, tứ hành xung, tý ngọ mão dậu. Mệnh kim, hải trung kim, vàng trong biển, tương sinh, thủy, hổ, tương khắc, mộc, quả. Màu sắc hợp lý, bản mệnh, màu xám, trắng, uy, thuộc hành kim, màu tương sinh, vàng sẫm, nâu đất, thuộc hành thổ, màu kiên kỵ, màu đỏ, cam, hồng, tím, thuộc hành quả. Mạng hải trung kim, tức vàng dưới biển, khắc bình địa mộc, con nhà bạch đế, số phú quý, xương con chuột, tướng tinh con chó sói, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Giáp Tý với nạp âm hành kim, do can giáp mộc, ghép với chi tý thủy, thủy sinh nhập mộc, nghĩa là chi sinh can, nạp âm sinh chi. Thuộc lứa tuổi đời nhiều may mắn, ít bị trở ngại và nghịch cảnh ở tiền và trung vận. Dù trong năm xung tháng hạn, có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ để vượt qua dễ dàng. Vì nạp âm khắc can, nên vào năm cuối hậu vận cũng có giải trắc trở và nhiều việc không xứng ý toại lòng. Giáp Tý đứng đầu hàng can giáp, tính tình cởi mở, nhiều tự hào, tinh tế ngạo vận, lại đứng đầu hàng chi tý, mẫu người hoạt bát lanh lợi, đa mưu túc trí, cầm tinh con chuột, tuổi Giáp Tý thông minh hơn người trong bất cứ lĩnh vực nào, từ thời trẻ cũng vượt trội bạn hữu đồng trang lứa. Tuổi Tý phần đông có trực giác nhạy bén, lanh lợi, nhiều diễn kiến rất lạc quan, dù phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt cũng không bao giờ nhụt chí. Giáp Tý hợp với tuổi, giờ, ngày, tháng, năm, mậu thân, nhâm thân, giáp thân, bính tý, canh thìn, nhâm thìn, bính thìn, hành thổ, hành kim và hành thủy. Kỵ với tuổi, năm, tháng, ngày, giờ, mậu ngọ, nhâm ngọ, các tuổi mạng quả, mộc mang, hàng can canh, tân. Cuộc sống của Giáp Tý nam mạng ngay từ nhỏ đã gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Bởi vậy khi lớn lên, họ ý thức được ước mơ, hoài bão và những dự định trong cuộc đời của mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Họ xem gia đình là nguồn động lực,
tiếp thêm sức mạnh, giúp họ vươn tới thành công. Thông minh sắc sảo, ý chí hơn người, tuy nhiên giận lại không mỉm cười với Giáp Tý, bởi vậy phải ngoài 40 tuổi, những người này mới xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuy trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở, nhưng Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn khổ cực. Tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung lạc quan phơi phới và có niềm tin vào tương lai tươi sáng ở phía trước. Về gia đạo và sự nghiệp, càng trưởng thành đường công danh càng sáng tỏ, rộng mở, có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, thành công thường chỉ đến trong phút chốc, chưa duy trì được lâu thì lại có khó khăn khác ập đến. Trong cuộc đời, ngoài 40 tuổi, người tuổi Giáp Tý mới gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân mình, có khó khăn sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Nam mệnh tuổi Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng lại không biết chi tiêu hợp lý, bởi vậy đôi khi rơi vào cảnh thiếu thốn phải đi vay mượn. Nhìn chung, công danh và sự nghiệp trong cuộc đời nam mạng, tuổi Giáp Tý ban đầu có nhiều thăng trầm, về sau mới có thể phát triển ổn định, gia đạo êm ấm, có nhiều truyền thống tốt đẹp để lại cho con cháu. Tuy nhiên đôi lúc gia đình xảy ra mâu thuẫn, căng thẳng, cần phải biết cách dĩ hòa vi quý, hòa hợp, gìn giữ những mối quan hệ thân thiết trong gia đình. Xét tổng quan tử vi nam mạng, tuổi Giáp Tý trong năm 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nam mạng tuổi Giáp Tý theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Ất gặp Giáp, bình hòa, tự mình lo liệu sắp xếp cuộc sống, ít nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Nhìn chung công việc hay tiền bạc, tình cảm trong năm đều duy trì ở mức bình ổn, ít sóng gió. Xét về địa chi, Tý gặp Tỵ, bình hòa, không xung không khắc, chủ về công việc sự nghiệp do nỗ lực của bản thân mà thành. Con đường công danh, sự nghiệp, tiền bạc ngày một vững chắc, có cơ hội thăng quan tiến chức, đời sống vật chất đủ đầy. Gia đạo cũng hài hòa, đương số đỡ phải nhọc lòng vì những mâu thuẫn nội bộ gia đình. Xét về ngũ hành, ngũ hành bản mệnh thuộc kim, gặp năm Ất Tỵ 2025 ngũ hành thuộc hỏa, Giáp Tý bị lưu niên khắc chế, điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Giáp Tý. Bản mệnh nên chú ý về bệnh gan, đường hô hấp, trong công việc cũng xuất hiện không ít trở ngại, đòi hỏi bạn cần phải kiên trì hơn trong công việc mình đang làm. Tiểu kết, bản mệnh bị lưu niên khắc chế, tâm tính nóng dội, có thể là nguyên nhân chính, khiến khởi sự bất thành, tiền bạc vì thế mà cũng chưa thể có bước tiến đáng kể. Người tuổi Giáp Tý nam mệnh khó có thể trông chờ vào những bước phát triển vượt bậc trong năm 2025 này. Năm nay việc gì bạn cũng phải tự thân lo liệu, ít được mọi người xung quanh giúp đỡ, thậm chí tiền bạc không bị hao tán là may. Thứ hai, xem tử vi Giáp Tý sinh năm 1984, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2025 tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nam mạng, gặp sao Dân Hớn chiếu mệnh. Sao Dân Hán hay Dân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh, họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất dưỡng, tự phải cẩn trọng. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Dân Hớn như sau. Dân Hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ xài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít hao tiền bất an, văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành. Quả đức chiếu mệnh chẳng lành, kiềm tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền, tháng 4 tháng 8 phải kiêng kỵ, trong 2 tháng gia đình không yên, gặp ai gây gỗ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Dân Hán là sao trung tính, tốt xấu ở mức trung bình, năm có sao này chiếu mạng thì công việc nhẹ nhàng, không quá vất vả, cũng không quá thành công rực rỡ. Ngoài ra, cần đề phòng họa thị phi, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo, pháp luật, sau này bất lợi nhất vào các tháng 4, tháng 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Những mối họa sao Dân Hán có thể mang tới cho mệnh chủ như làm ăn mọi việc đều trung bình, nói lời khó nghe, dễ bị thiệt thân. Đề phòng thương tật đau ốm mồm miệng, nam gặp tai tinh bị kiện thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Gia đình bất an, điền sản bất dưỡng, tự phải cẩn trọng, trở nên thủ cực, bảo vệ nền nếp cũ, khá bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì những lý do này mà người bị sao Dân Hớn chiếu,
dễ vướng vào các rắc rối về giấy tờ, kiện tụng, nóng nảy không giữ mồm miệng, nên mâu thuẫn cãi giả. Về cơ bản thì sao Dân Hớn cũng tương đối lành, nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn trong công việc cũng như sức khỏe. Có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhường nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết giáp Tý nam mệnh nhé. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Giáp Tý theo niên hạn là Thiên La. Hạng Thiên La là một trong hệ thống 8 hạng luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp hạng Thiên La này, sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định. Thiên La được hiểu là lưới trời. Xét về sao Thiên La, trong môn tử vi đấu số, sao Thiên La luôn được an cố định tại cung thình cùng với địa võng. Sao này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và pháp luật, nội quy, quy tắc, ràng buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ chấp hành. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm làm trái, vượt qua thường sẽ gặp rắc rối đến liền. Nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán đã kích mạnh mẽ. Nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các bức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Gặp hạng Thiên La, cảnh phòng ly cách phu thê, trong năm đương số nên nhẫn nhịn nhiều hơn để gia đình yên ấm, chớ nên ghen tuông, to tiếng, kẻo chuyện bé xé ra to. Tâm không yên, lo lắng mọi điều, hạng Thiên La khi gặp phải, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý. Đương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạng Thiên La này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa cãi giả, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi giả ghen tuông, lời qua tiếng lại, khiến cho chuyện nhỏ quá lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Cách hóa giải hạng Thiên La như sau. Thứ nhất, quan hệ vợ chồng xảy mâu thuẫn, mỗi bên cần nhường nhịn, hạ thấp cái tôi bản thân xuống, tránh nghi ngờ, ghen bóng ghen gió. Đi trễ về khuya, tạo nên căn cứ để nghi ngờ, nên tổ chức đi du lịch hay nấu nướng những bữa tiệc để vun đắp thêm tình cảm vợ chồng. Thứ hai, các vấn đề tâm lý bất an, bồn chồn, nóng nảy, gặp ác mộng nên xử lý bằng cách có chế độ sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi điều độ khoa học. Nên bồi dưỡng sức khỏe, tập luyện thể thao đều đặn, tạo thành một thói quen tốt. Đây cũng là một cách giải hạn Thiên La rất tốt. Có một điều đặc biệt, đó là khi gặp hạn Thiên La trong môn tử vi đấu số, nhiều người gặp rắc rối với luật pháp. Nhẹ hơn là vi phạm quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị, hoặc bị mang tiếng xấu, nhiều dư luận điều tiếng không hay lan truyền. Trong một năm đối với một thế hệ, lứa tuổi có nhiều trường hợp khác nhau. Có người thăng tiến phát tài, sinh con, cưới vợ, mua nhà, bị cách chức, đuổi việc, kiện cáo, mất trộm. Do vậy, việc áp dụng cách giải hạn Thiên La trong hệ thống 8 hạng này cần phải linh hoạt, mang tính chất tham khảo. Người xưa ghi chép, lưu truyền lại nhất định có lý do. Thứ tư, vận niên năm 2025 của tuổi Giáp Tý, nam mạng. Tuổi Giáp Tý gặp vận niên Hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Trong năm 2025, tuổi Giáp Tý nam mạng đón thêm nhiều may mắn các lợi, cụ thể như sau. Khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều, buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, vận son đỏ, trong năm mới có thể tiến hành nhiều dự định quan trọng, kết quả vượt xa tầm mong đợi. Về chuyện tình cảm, mọi thứ đang diễn tiến theo hướng tích cực, gia đình trong ấm ngoài êm, đón thêm tin vui con cái. Có điều, cần lưu ý đương số nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, chứ đừng dối bản thân mình, kẻo phải khổ tâm liên miên. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025, tuổi Giáp Tý nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi Giáp Tý cần tránh các năm tam tai, dần, mão, thìn. Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này thì gia chủ Giáp Tý 1984
sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Vận trình năm 2025 bớt phần hung hiểm, mọi việc nằm trong tầm kiểm soát. Năm nay nếu bản mệnh có mục tiêu và kế hoạch phấn đấu thì vẫn sẽ thu về thành quả tốt. Đừng vì sự lười biếng hay ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ thời cơ đến với mình. Kim lâu năm 2025. Năm Ất Tỵ 2025, gia chủ tuổi Giáp Tý 1984 là 42 tuổi âm lịch, còn gọi là tuổi Mụ, sẽ phạm Kim lâu tử. Tuổi Giáp Tý phạm Kim lâu tử, nếu tiến hành xây nhà cửa hay cưới hỏi trong năm, nên tránh hai đại sự này, kẻo không sẽ gây hại cho con cái trong nhà. Quan Ốc năm 2025. Năm nay gia chủ tuổi Giáp Tý phạm tuổi Lục Quan Ốc. Phạm Quan Ốc, Lục Quan Ốc, có câu lục ốc tạo gia bất khả thành, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, cũng không tốt cho việc mua hoặc sửa nhà cửa. Tiểu kết. Xét theo tuổi âm, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, phạm hạng Kim lâu và Quan Ốc, nên không thích hợp để mưu đại sự như xây dựng nhà cửa, cưới hỏi, mở mang sự nghiệp, kẻo kéo theo rắc rối về sau. Tuy nhiên, nếu Giáp Tý đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì bản mệnh có thể mượn tuổi làm nhà để hạn chế bớt hung hiểm cho gia đình của mình. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Giáp Tý, nam mạng. Năm 2025, người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, mệnh Kim, gặp năm Ất Tỵ mệnh Hỏa là tương khắc, thiên can giáp gặp Ất là bình hòa, địa chi Tý gặp Tỵ là bình hòa, đều tốt. Như vậy, năm nay được đánh giá là năm bình hòa với nam mệnh tuổi Giáp Tý, 42 tuổi âm lịch, sự nghiệp được nâng đỡ, tài chính có được sự vững chắc. Vận hạn, nam mạng Giáp Tý, năm nay gặp sao Dân Hớn chiếu mạng, một sao trung tính, nên để thành công trong công việc. Bản mệnh cần cố gắng nhiều hơn nữa, thay vì thay đổi tính bảo thủ của mình, sẵn sàng tiếp thu cái mới. Nam mạng 1984, cũng cần chú ý đến sức khỏe, ốm đau và tránh thị phi do ảnh hưởng của thiên la trong năm 2025. May mắn trong năm nay, nam mệnh tuổi Giáp Tý gặp vận niên hầu thực quả tương trợ, nên vận trình sẽ có phần sáng sủa và thành công hơn chút. Đầu năm bình bình ít sóng gió, từ giữa năm trở đi, bản mệnh liên tiếp được thần tài ban lộc, quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thu được kết quả bất ngờ, có lộc về đầu tư kinh doanh, tiền bạc đổ về ầm ầm. Cuộc sống của bạn và gia đình cũng được nâng lên một tầm cao mới, giàu sang sung túc, người người kính trọng, gia đạo êm ấm, con cháu ngoan ngoãn. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2025 của tuổi Giáp Tý, nam mệnh, trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, năm Ất Tỵ 2025 sẽ là năm bình ổn với những người làm công ăn lương. Công việc không có quá nhiều biến động, thời điểm vận khí lên, đón nhận sự hỗ trợ của hai các thần, chính ấn và chính quan, đương số có cơ hội khẳng định năng lực, dễ thăng tiến về địa vị hoặc tăng trưởng nhẹ về mức lương. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, giúp bản mệnh tuổi Giáp Tý bắt tay và làm việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Hai các tinh chủ đào hoa hàm trì và bách diệt không chỉ mang tới nhân duyên cát lành về chuyện tình cảm cá nhân, nó còn là chỉ báo cho thấy vận quý nhân khá dượng, lúc gặp khó sẽ có người tương trợ, không lo đơn độc. Với người kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, nên thận trọng trong hợp tác làm ăn. Dù được người lớn tuổi giúp đỡ, khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, khi ổn định công việc vào nguồn rồi nên mở rộng cũng chưa muộn. Dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bản mệnh cũng chớ nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ, nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, một số thời điểm có tác dụng của ngũ quỷ hung tinh, chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại. Hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ, kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này.
về mặt tài lộc. Nhìn chung, tài lộc năm 2025 của tuổi Giáp Tý nam mệnh ở mức bình thường, không biến động mạnh. Dù tài sản có tăng tiến so với năm ngoái, nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống, khó tích lũy, không dư giả quá nhiều. Cục diện ngũ hành bản mệnh tương khắc với ngũ hành lưu niên, khiến công cuộc kiếm tiền làm giàu có phần trục trặc vất vả, chứ không suôn sẻ ngay từ đầu. Người làm công ăn lương vẫn duy trì một nguồn thu nhập cũ, từ nửa cuối năm có thể tăng lương nhẹ hoặc có thêm các nguồn thu nhập ngoài luồng khác. Với người làm ăn kinh doanh, giữ được chữ tín của mình nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác. Một vài người quyết đoán còn có thể trở thành lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Có điều con giáp này cũng chớ vội vàng mở rộng quy mô hoặc ôm quá nhiều hàng quá một lúc. Làm gì cũng phải dựa vào tình hình thực tế, dựa vào nhu cầu của thị trường để phân bổ nguồn lực. Nếu nhắm mắt làm ngơ, rồi đây đúng vào thời điểm giận xấu mà hao hụt tiêu tán, nên cẩn thận Giáp Tý nam mệnh nhé. Vừa làm vừa thăm dò thị trường, chậm nhưng chắc còn hơn nhanh mà thiệt hại. Với những ai có ý định khởi nghiệp trong năm nay, chỉ nên thử sức với quy mô nhỏ, với số vốn ít trước, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Ngoài ra, bạn nên nhờ sự hướng dẫn của người có chuyên môn để đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng. Hãy cẩn thận suy xét kỹ trước khi bỏ vốn kinh doanh, chỉ lựa chọn những lĩnh vực mà bạn có hiểu biết sâu rộng và đầy đủ. Đặc biệt tử vi năm 2025, tuổi Giáp Tý nam mệnh có thêm tả phù các tinh che chở, giúp phát huy và duy trì sức mạnh tuyệt đối của bản thân, đem tới nhiều việc tốt. Nhưng bản thân con giáp này vẫn phải nỗ lực, giành lấy thì mới thành công. Mọi việc bạn cần đi trước đón đầu, không nên kéo dài, để mọi thứ sang ngày mai. Nếu không bạn sẽ rơi vào thế cạnh tranh bất lợi. Đồng thời, khi có thu hoạch tốt thì nên biết cách chia sẻ với mọi người, nếu không sẽ bị anh em bạn bè chơi xấu mà gặp tổn thất về tiền bạc. Bên cạnh việc tạo thêm thu nhập thì bạn cũng cần lên kế hoạch chi tiêu tài chính nghiêm túc. Không nên chi tiền cho những món đồ xa xỉ, mà nên tập trung tích lũy một nền tảng tài chính ổn định. Con giáp này cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm pháp luật giao thông, kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa đấy nhé. Về phương diện tình cảm gia đạo, xem tử vi tuổi Giáp Tý năm 2025, Bách Diệt và Hàm Trì đều là những các tinh chủ về đào hoa, sẽ mang tới hỷ tính cho người tuổi Giáp Tý. Nam nữ dễ mở mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Đặc biệt là nam mệnh được quý nhân xe duyên mai mối, phát triển được nhiều mối quan hệ cát lành, không những tốt cho tình cảm cá nhân mà cả công việc cũng thêm phần thuận lợi. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và chia sẻ, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong năm 2025 này, nếu có thời gian rảnh rỗi, đôi bên có thể tìm cách gia tăng tình cảm. Hãy lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi du lịch để tạo thêm những ký ức đẹp, kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau. Đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. Giao tiếp là chìa khóa. Điều quan trọng, bạn phải giao tiếp cởi mở và trung thực với đối tác của mình về nhu cầu, cảm xúc. Điều này có thể giúp xây dựng lòng tin và sự hiểu biết, đồng thời có thể ngăn chặn những hiểu lầm và xung đột leo thang. Đừng quên thể hiện sự cảm kích và biết ơn. Hãy cho đối tác của mình biết rằng bạn coi trọng và đánh giá cao họ bằng cách bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn. Những cử chỉ nhỏ như nói cảm ơn, yêu thương có thể giúp củng cố mối quan hệ một cách lâu dài. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của nam mệnh tuổi Giáp Tý không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Vì thế bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Để giúp cơ thể và tâm trí của bạn được nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng, thực hành các kỹ thuật quản lý căng thẳng. Căng thẳng mãn tính có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Vì vậy, điều quan trọng là phải tìm cách kiểm soát chúng. Các kỹ thuật như thiền, tập thể dục,
có thể giúp bạn giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tổng thể. Tốt nhất, hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Quá giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nam mệnh Giáp Tý, sinh năm 1984. Quá giải sao dân Hán theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy. Dân Hán hành quả nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, cổ phách. Hạn chế mâu thuẫn. Năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói hành sự, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe. Bản mệnh không nên lao động quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư. Mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn, kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định, cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách quá giải hạn thiên la năm 2025. Về sức khỏe. Khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức, không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái, dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tập chế độ ăn uống và luyện tập thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm. Cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu phiền muộn. Thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chứa đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý vị thân mến, sau giao thừa hay sáng mùng một Tết Nguyên Đán, người Việt có phong tục mời người đến xông đất cho nhà mình. Ông cha ta thường chọn người hợp tuổi, hợp mệnh, thành đạt, mạnh khỏe, tốt tính, với ước mong được hưởng may mắn do người xông nhà đem đến. Theo tam hợp, thân Tý Thìn, và nhị hợp, Tý Sửu, bản mệnh Giáp Tý 1984 nam mạng, nên chọn các con giáp tuổi, thân, thìn, sửu, đến xông nhà sẽ rất hợp tuổi. Bên cạnh đó, người xông đất cho gia chủ tuổi Giáp Tý mà có mệnh thổ cũng rất tốt, vì thổ sinh kim trong ngũ hành. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Giáp Tý. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Giáp Tý trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Thìn 1976, tốt. Bính Tuất 2006, tốt. Bính Tuất 1946, tốt. Đinh Tỵ 1977, tốt. Đinh Hợi 2007, tốt. Đinh Hợi 1947, tốt. Đinh Sửu 1997, tốt. Đinh Mùi 1967, tốt. Đinh Sửu 1937, tốt. Nhâm Thìn 2012, cá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Giáp Tý trong năm Ất Tỵ 2025 là Tân Hợi 1971, không tốt. Mậu Ngọ 1978, không tốt. Tân Tỵ 1941, không tốt. Mậu Tý 1948, không tốt. Tân Tỵ 2001, không tốt. Mậu Tý 2008,
không tốt. Canh Dần 1950, không tốt. Kỷ Hợi 1959, không tốt. Canh Dần 2010, không tốt. Kỷ Hợi 2019, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Dẫn trình từng tháng âm lịch cho bản mệnh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong năm Ất Tỵ 2025, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Dẫn trình tử vi tháng 1 âm lịch 2025 cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, Nam Mạng. Tuổi Giáp Tý bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ, được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của Tết Nguyên Đán. Bản mệnh có được sự nhiệt huyết và gặt hái được nhiều tài lộc bất ngờ từ cuộc sống của mình, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhiều người có thể nhận được phong bao lì xì, quà Tết từ người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên. Bản mệnh tuổi Giáp Tý được thiên đức các tinh nâng đỡ, có vận quý nhân trợ mệnh, giúp cho bản mệnh công việc được hanh thông, mưu cầu về công danh, sự nghiệp tiền bạc có nhiều các lợi. Vận trình tình cảm cũng rất lý tưởng. Hầu hết những người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu cho mình trong dịp Tết này. Vận đào hoa còn giúp cho các cặp đôi thêm tình nồng, ý thắm, cả hai gắn bó khăng khít hơn. Trong tháng này các cặp vợ chồng cần lưu ý một chút, không nên hành sự phóng túng, tổn hao tinh lực. Mùa xuân dương khí dượng, nhu cầu tình dục tăng cao. Nếu không có sự tiết chế nhất định, rất dễ bị mệt mỏi, uể oải, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vận trình tử vi tháng 2 âm lịch 2025 cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, Nam Mạng. Xem tử vi cho thấy, bước sang tháng mới vận khí suy giảm, bản mệnh Giáp Tý về phương diện sức khỏe không tốt, cơ thể dễ cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng. Đồng thời, sự ảnh hưởng của hung tinh bệnh phù cũng có thể gây hại cho sức khỏe của bản mệnh. Tháng này bản mệnh cũng nên chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh dây hiềm khích, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả cấp trên, gây cản trở con đường sự nghiệp của mình. Một số người đang kinh doanh, buôn bán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể bị sa sút trong vận may của mình. Bản mệnh nên có những đối sách đối với tình hình hiện tại để làm giảm nguy cơ thất thoát về tài lộc. Về phương diện tình cảm không tốt lắm, bản mệnh tuổi Giáp Tý hãy cố gắng giữ mình, đừng để rơi vào lưới tình tay ba hoặc chuyện tình cảm đơn phương trong tháng này. Vận trình tử vi tháng 3 âm lịch 2025 cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, Nam Mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, đối với bản mệnh tuổi Giáp Tý, về phương diện sự nghiệp và tài lộc khá khả quan, hầu hết tình trạng công việc của bản mệnh vẫn được ổn định. Bản mệnh đang có được sự thúc đẩy của các cát tinh, Thanh Long và Thiên Phúc. Nhiều người có cơ may, trúng số, trúng thưởng, nhận được những phần quà ý nghĩa trong tháng này. Nhưng vận trình tình cảm của bản mệnh lại có sự sa sút, do bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, hòa cái, một số người xa vợ lâu ngày, hay phải công tác xa, có thể vấp phải nhiều trở ngại trong chuyện tình cảm, dễ vướng phải tình cảm ngoài luồng. Vận trình tử vi tháng 4 âm lịch 2025 cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, Nam Mạng. Bước sang tháng 4 âm lịch, bản mệnh tuổi Giáp Tý về phương diện công việc đi vào guồng quay ổn định, có dấu hiệu khởi sắc và tăng tiến. Tuy nhiên trong tháng cũng sẽ gặp đôi chút thử thách, do bản thân quá ham chơi nên sự nghiệp gặp chút ràng buộc. Bản thân bản mệnh tuổi Giáp Tý cũng cần phải tích cực giành lấy cơ hội cho mình, việc gì cũng phải lý trí, tỉnh táo hơn. Trong tháng có sao thiên đức là các tinh trợ mệnh, cơ hội việc làm cho bản mệnh sẽ được nâng cao, chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Đối với những người kinh doanh, buôn bán, sẽ có một tháng bận rộn, bản mệnh cũng nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc, có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế, gia tăng tài lộc cho mình hơn nữa. Vận trình tử vi tháng 5 âm lịch 2025 cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, Nam Mạng. Bước sang tháng 5 âm lịch,
Bản mệnh tuổi Giáp Tý có vận trình tương đối ì ạch. Trong tháng một số người sẽ gặp phải tiểu nhân quấy phá, rồi tự mình gây ra tai họa. Bản mệnh nên biết kiềm chế tính cách bốc đồng, nóng nảy của mình, chớ nên kiêu ngạo, nếu không sẽ dễ rước họa vào thân. Công việc gặp trở ngại, cho nên tài lộc cũng dậm chân tại chỗ. Về phương diện tình cảm, tháng này nhân duyên kém sắc, nhiều cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái hay là mâu thuẫn trong gia đình. Trong tháng có ngũ quỷ và quan phù xâm phạm, một số người có tính tình nóng nảy hơn hẳn sẽ không tránh khỏi cãi giả hay xung đột với mọi người xung quanh vì những chuyện vụn vặt. Vận trình tử vi tháng 6 âm lịch 2025 cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nam mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, bản mệnh tuổi Giáp Tý cần phải chú ý tới nguy cơ kẻ xấu ghen ghét, hãm hại mình. Trong tháng làm việc gì bạn cũng cần cân nhắc kỹ càng, đặc biệt chớ nghe theo lời bàn ra tán vào hoặc lời xúi dục của những kẻ không đáng tin cậy. Trong gia đình, vợ chồng cũng gặp phải một số mâu thuẫn nhỏ nhặt, bạn cần kiềm chế tính nóng nảy để tránh chuyện bé xé ra to. Hai người nên bình tĩnh để trò chuyện và trao đổi với nhau những quan điểm bất đồng. Sức khỏe của tuổi Giáp Tý trong tháng này có dấu hiệu giảm sút, suy nhược cơ thể do hung tinh thiên nguyệt tác động. Sức đề kháng kém, cơ thể yếu nhược, ốm đau, bệnh tật sẽ mắc các chứng bệnh thay đổi theo thời tiết. Vận trình tử vi tháng 7 âm lịch 2025 cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nam mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, bản mệnh tuổi Giáp Tý gặp được ngũ hành tam hợp, thân Tý thình trợ mệnh. Bản mệnh được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực, gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối, vận trình công danh, sự nghiệp được thuận lợi. Trong tháng này, bản mệnh cũng có những mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ có các cát tinh Thanh Long và Thiên Phúc trợ mệnh. Bản mệnh cũng nên tranh thủ mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người để thúc đẩy con đường quan lộc và sự nghiệp được tăng tiến nhanh hơn. Những người làm trong các lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, đầu tư, công việc diễn ra thuận lợi, giúp cho bản mệnh thu được không ít lợi nhuận. Trong tháng có nhiều cơ hội mở ra trước mắt, bản mệnh nên tỉnh táo và sáng suốt để nắm bắt, giúp gia tăng tài lộc của mình. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, tháng này là tháng cô hồn, không thích hợp làm những công việc trọng đại như khai trương, sắm xe, cưới hỏi hoặc mua các đồ dùng cá nhân như mỹ phẩm, quần áo. Vận trình tử vi tháng 8 âm lịch 2025 cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nam mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, bản mệnh tuổi Giáp Tý gặp hung tinh quấy rầy, sự nghiệp không tốt, tài lộc dễ hao, trạng thái tinh thần tiêu cực, công việc nhiều thử thách, có nhiều quy định và luật lệ mới xuất hiện ràng buộc. Cục diện tương xung gây hại, bản mệnh sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc, bản mệnh nên tập trung vào công việc chính thi tốt hơn. Chỉ cần dựa vào thực lực và sự thông minh của mình thì sẽ đem về những lợi ích chính đáng và gặt hái thành quả. Trong tháng này những kiểu đầu tư tiền bạc mạo hiểm, bản mệnh không nên tham gia, điều này rất dễ dẫn đến hao tán về tiền bạc, không chừng sẽ mất trắng tay, tiền bạc bốc hơi. Ngoài ra, bản mệnh trong tháng này cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc thì sẽ có được một tháng trôi qua bình ổn. Vận trình tử vi tháng 9 âm lịch 2025 cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nam mạng. Sang tháng 9 âm lịch, bản mệnh tuổi Giáp Tý phải đối diện với khá nhiều áp lực. Nhưng xét trên phương diện tích cực, bản mệnh sẽ tìm thấy động lực để tiến về phía trước, thậm chí tìm ra được điểm mạnh của mình và có hướng phát triển phù hợp trong tương lai. Người làm đầu tư có thể tìm ra những quyết sách đúng đắn, đem lại những khoản tiền lãi triển vọng. Ngoài ra gặp hạn thiên la quấy phá, nó cũng mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ chệch hướng và bị nhiều yếu tố ngoại lực quấy nhiễu, gây cản trở. Về phương diện tình cảm, đặc biệt là trong gia đình, bản mệnh dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Vận trình tử vi tháng 10 âm lịch 2025 cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nam mạng. Bản mệnh tuổi Giáp Tý trong tháng này đang có những chuyển biến tích cực về vận trình của mình. Sự nghiệp, công việc sẽ gặp nhiều cơ hội tốt. Mặc dù bản mệnh cũng gặp không ít đối thủ cạnh tranh, áp lực gia tăng,
nhưng sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hạn chế các khó khăn. Bản mệnh tuổi Giáp Tý cũng cần phát huy tài năng của chính mình để cấp trên nhìn nhận, sự nghiệp có điểm thăng tiến. Về tình cảm, với sự phù hộ của các cát tinh Thiên Hỷ, Hồng Loan, một số người độc thân sẽ có được sự cuốn hút mạnh mẽ đối với những người khác phái. Bản mệnh sẽ được tỏa sáng và có nhiều cơ hội để làm quen với những người khác giới, cơ hội thoát cảnh độc thân cũng khá cao. Vận trình tử vi tháng 11 âm lịch 2025 cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, Nam Mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch, bản mệnh có một tháng tương đối bận rộn, phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn. Bản mệnh cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt. Tháng này may mắn bản mệnh tuổi Giáp Tý lại được thiên phúc trợ mệnh, bảo trợ, cho nên vận trình khá ổn định, về cơ bản sẽ không gặp vấn đề gì lớn xảy ra. Công việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, việc kinh doanh, buôn bán cũng gặp được nhiều may mắn, các hạng mục đầu tư cho thu về kết quả khả quan, tài lộc rủng rỉnh trong tay. Về sức khỏe cơ bản ổn định, bản mệnh cần chú ý là đi lại cẩn thận, tránh gặp tai nạn không đáng có. Vận trình tử vi tháng 12 âm lịch 2025 cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, Nam Mạng. Tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, dù bản mệnh tuổi Giáp Tý gặp không ít áp lực từ công việc, nhờ được nhị hợp trợ mệnh, vận trình có những thay đổi tích cực. Bản mệnh ít bị ảnh hưởng bởi các hung tinh, nhưng lại vẫn có được các tinh trợ mệnh, vận trình có nhiều thay đổi tích cực. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán có một tháng bận rộn, tất bật, nhưng bù lại sẽ thu được tài lộc khả quan, xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra, các hạng mục đầu tư từ trước đó cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận. Tháng này, bản mệnh tuổi Giáp Tý cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn để có được thành quả xứng đáng sau một năm làm việc. Thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng, các khoản thu tiền lương, tiền thưởng trong tháng này cũng tăng lên. Ngoài ra, đây là tháng cuối cùng của năm, có nhiều khoản phát sinh cần phải chi tiêu trong dịp Tết. Bản mệnh cũng nên lập kế hoạch trong việc chi tiêu của gia đình để tránh bị tổn hao về tài lộc không đáng có. Nhân sinh cảm ngộ. Từ 2025, Giáp Tý cần tuyệt đối ghi nhớ: người nghèo không tiết kiệm ba loại tiền, người giàu không vào ba cửa, làm được phiền nhiễu tránh xa, lợi lộc tìm đến. Đây là lời răn dạy quan trọng của người xưa cho mọi người về những điều cần lưu ý trong cuộc sống. Cuộc sống mỗi người dù giàu có hay nghèo khó thế nào cũng cần phải lưu tâm đến vấn đề này để cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ hơn. Lời dạy của cổ nhân ắt có cơ sở, tốt nhất nên làm theo. Tại sao nói người nghèo không nên tiết kiệm ba tiền? Theo như lời dạy của cổ nhân, đời người dù có nghèo khó đến đâu cũng không nên tiết kiệm ba loại tiền. Vậy đó là ba loại tiền gì? Thứ nhất, tiền cho sức khỏe. Nhiều người có suy nghĩ rằng mỗi đồng tiền mình kiếm ra đều phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, thế nên họ hình thành suy nghĩ và hành động tiết kiệm đến mức chi li, dè sẻn. Họ không dám dùng đồ tốt, không dám ăn món ngon, không dám mua đồ đẹp. Thế nhưng họ lại quên đi một điều vô cùng quan trọng, đó là sức khỏe là vô giá, đồng thời cũng là vốn quý nhất của mỗi con người. Có sức khỏe là có tất cả, chỉ khi khỏe mạnh, ta mới có thể tự kiếm ra tiền, chinh phục được mục tiêu và ước mơ của mình. Chính vì thế, những khoản chi cho sức khỏe là vô cùng quan trọng, không nên tiết kiệm những khoản này làm gì. Vì thế hãy đầu tư cho việc ăn uống, mua những đồ dùng chất lượng tốt để sử dụng, duy trì những thói quen lành mạnh. Tiêu tiền cho sức khỏe là cách tiêu tiền thông thái nhất, miễn không hoang phí là được. Chỉ khi khỏe mạnh, bạn mới có thể làm ra được nhiều tiền hơn. Thứ hai, tiền cho tri thức. Nhiều người quan niệm rằng chi tiền cho tri thức là khoản đầu tư không bao giờ thua lỗ. Đây chính là quá trình học tập, cũng như nâng cao trình độ, giúp bản thân có thêm nhiều cơ hội, tìm kiếm những cơ hội mới trong tương lai. Khi bạn chi tiền cho tri thức, bạn không chỉ giàu có trong tâm hồn, giàu kiến thức, giàu kinh nghiệm, mà còn có cơ hội tăng tiến trong sự nghiệp, trở thành người giàu có về của cải trong tương lai. Thời gian đầu, có thể bạn sẽ cảm thấy đây là một khoản đầu tư đắt đỏ, thế nhưng sau một thời gian, bạn sẽ nhận ra khoản đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng. Đầu tư cho tri thức là một trong những loại đầu tư thông thái, giúp bản thân nhận được về những lợi ích cũng như giá trị lâu dài và bền bỉ. Thứ ba, tiền quà. Người xưa có câu rằng,
có qua có lại mới toại lòng nhau. Để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, có qua có lại mới giữ được các mối quan hệ xã hội lâu dài. Từ thời xưa đến nay, việc quà tặng đã được bình thường hóa, trở thành sợi dây vững chắc, kết nối mọi người với nhau. Chính vì thế, bất cứ khi nào bạn nhận được tiền như một món quà từ người khác, hãy ghi nhớ số tiền đó, sau đó trả lại cho họ sau này, vào một dịp nào đó. Đây cũng là một loại tiền không nên tiết kiệm. Biết sử dụng tiền quà đúng cách, đúng người sẽ giúp cuộc sống, sự nghiệp mới càng suôn sẻ và hanh thông. Người giàu không vào ba cửa có nghĩa là gì? Thứ nhất, sòng bạc. Người xưa có câu, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết cho chân vào cùng. Có thể hiểu, cờ bạc là thứ độc hại, có thể gây nghiện, nhưng lại chẳng mang đến lợi lộc gì cả. Một khi đã đâm đầu vào thì khó mà dứt bỏ ra được. Cờ bạc vốn luôn có sức mê hoặc, khi đã thắng lại muốn thắng thêm, khi thua lại mang tâm lý muốn gỡ gạc lại. Cứ như thế chúng ta bị lạc vào một vòng tròn luẩn quẩn, không thể thoát ra được một khi đã mê cờ bạc. Người chơi đều tin tưởng rằng mình sẽ thắng, nhưng cuối cùng họ đều rơi vào cảnh khốn cùng, nợ nần chồng chất, tan cửa nát nhà. Dính vào cờ bạc thì dù có giàu sang đến mấy cũng nhanh chóng tiêu tan. Nhiều người còn mất hết tất cả chỉ sau một đêm, cuối cùng phải chọn cách tiêu cực để kết thúc cuộc đời. Thứ hai, chốn trụy lạc. Giống như cờ bạc, những chốn phong hoa quế nguyệt và ăn chơi trụy lạc thường không mang đến bất kỳ lợi lộc gì, thậm chí còn kéo theo vô vàn rắc rối về sức khỏe, tài chính và hạnh phúc gia đình. Để có được thành công như ngày hôm nay, bạn đã phải tốn rất nhiều công sức, nên đừng chỉ vì một phút yếu lòng mà đánh đổi tất cả. Cũng giống như cờ bạc, những chốn trụy lạc này một khi đã bước chân vào thì khó mà dứt ra được. Nó khiến sức khỏe sa sút, tiền tài tiêu tan, gia đình cũng ly tán. Nếu việc làm của bạn người khác biết được, bạn sẽ đánh mất nhân phẩm, danh dự bị xấu đi. Vì thế, hãy tránh xa nơi này càng sớm càng tốt. Một khi đã dính vào thì hối hận cũng không kịp. Thứ ba, nơi thị phi. Cuộc sống vốn ẩn chứa vô vàn điều mới mẻ, kích thích nhiều sự hiếu kỳ của mọi người. Ai cũng muốn được học hỏi và khám phá những điều mới lạ. Có người thích nơi yên ả, nhưng có người lại thích chốn lao xao. Thế nhưng, một khi đã xa chân vào chốn thị phi, sẽ khiến bạn rước về hàng loạt rắc rối và phiền não không đáng có. Thêm một việc không bằng bớt đi một việc, người ta muốn tránh còn chẳng được, bạn lại đâm đầu vào làm gì? Sống ở đời, tốt nhất nên hạn chế không quản những chuyện không liên quan đến mình. Nếu không đến lúc hối hận thì cũng đã muộn. Làm được những điều này, cuộc sống sẽ bình yên, phúc khí và may mắn tìm đến, còn tai họa và rắc rối sẽ bớt đi. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, Nam Mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.